Mai Thiệu Loan. Quái thật, lúc nào cũng Mai Tiểu Loan. Mai Tiểu Loan. A Lộc Sơn tướng quân. Kìa Triệu Quân Tường, sao nhà ngươi lại ở đây? Giờ tôi đã là tổng quản thái giám của Đường Huyền Tôn. Từ bao lâu rồi? Đã hơn một năm nay. À, thế mà ta không hề hay biết. Tướng quân mà còn hay biết gì nữa. Sau lần thất bại, mọi người còn ở lại đều lo gầy dựng lực lượng chờ đợi tướng quân. Mà tướng quân lại mệt mỏi sống trong nhung lụa vàng son, vui quên trong kiếp tội đồ không một tinh sang cho bao kẻ mong chờ. Tôi len lỏi vào đây tìm tướng quân vì sứ mạng. Ta bây giờ là nghĩa tử của Huyền Tôn, đạo cha con vẫn là đạo trọng. À, tình cha con một sớm một chiều mà lại nặng, còn nợ sơn hà há nhẹ hơn sao. Trong lúc nhân dân cúi đầu quốc thần, dưới ách tham lam của Huyền Tôn dâm loạn, tướng quân chỉ vì chút danh mong linh nghĩa tử mà bỏ cả cơ đồ gầy dựng ở Bình Lư. Ta còn chút tình riêng bận biểu ở nơi này, ta định cùng nàng gây lực lượng chốn cung di. Tin ở tướng quân nhưng cũng xin nhắc một lời, đừng vì khổ lụy tình mà tiêu sự nghiệp hùng anh. Ngươi hãy tin ở ta. Thái Chân đang được anh nàng là Dương Quốc Trung tìm đủ cơ hội đưa nàng hầu hạ Huyền Tôn. Ta yêu nàng, ta sẽ nhờ nàng ở bên mình vua phá hư cơ nghiệp của Minh Hoàng. Ngươi tin ta chứ? Tin, nhưng tôi chỉ mới tin một nửa. An Lộc Sơn tướng quân, tôi với tướng quân dẫu đã có tôn ti nhưng vẫn còn có chút tình bằng hữu. Tôi đã chịu làm thân quản quan để len lỏi vào đây hơn một năm nay, giờ mới được gặp. Ngươi ở đây có một mình à? Không, trước tôi đã có một người con gái, nhưng mới hưởng được ân mưa mất một tháng nay là đã quên đường về quê cũ. Thành ra tôi cũng lo sợ cho tướng quân. Ngươi hãy chờ ta một ít lâu được chứ? Vâng, xin tuân lệnh. À kìa, có người đến. Tướng quân mau lánh mặt. Mấy cô ca múa đó, ra đây, ra đi, đi ra đây mau mau, đi đi theo ta. Nè, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tập vật cho kỹ càng, bữa nay múa cho vua coi đó, nghe không? Giờ tất cả đứng yên đó, để ta ngắm. À, để coi ơi. Được rồi, bây giờ từng người đi qua, để ta nhây cái kiểm duyệt cái tướng đi. Để coi cô nào đây. À, cô này thử đi trước cho ta coi. Đi coi, đi. À, không được. Trời ơi, đi cái gì mà giống dịch xiêm quá. Nè, coi ta đi mà bắt chước nè, ta đi nè. Đi phải dịu dàng vậy nè. Đó, đi nè, nghe coi nè, đó. Đó. Thấy đẹp không? Đó, đi lại cho ta coi coi. Đó, à, đi đi. Được rồi. Rồi bây giờ tới câu này. Đâu, đi cho ta coi coi. Đi. À, không được. Trời đất ơi, đi cho nhẹ nhàng chứ đi thì giống kinh phong vực quá. Thấy không, đi như ta vậy nè. Đó, đi dịu dàng lã lướt vậy đó không? Nói vậy mới gọi là đi chứ. Thôi bây giờ tất cả vào trong trao chuốt xiêm y, thấy không, trang điểm cho thật đẹp, sẵn sàng chờ lĩnh ta, nghe chưa? Thái chân em gì thấy đại quên. nhất định ngon lành rồi em ơi. Nhất định cái gì, ngon lành cái gì? Trời ơi, cái này ngon lắm. Bằng đủ mọi cách em phải vượt lên trên tất cả. Nè, nghe anh nói nè,
Từ lúc Võ Huệ Phi ra người Thiên Cổ thì Thánh Thượng nhớ thương đến đổi giữa 3.000 cung nữ mà vẫn biên nói biên cười. Chỉ vì một nỗi buồn của một ông vua mà làm cho biết bao nhiêu người rên xiết. Kỳ, em sao nói kỳ vậy? Em phải nói chứ không phải sao? Chỉ vì ông vua buồn mà tốn hao bao nhiêu công quỹ để lo phụng sự cho 3.000 cung nữ, làm bao nhiêu gia đình ly tán, cùng với bao nhiêu cành hoa héo rũ trốn thâm cung. Đó đó. Chính vì vậy anh mới muốn em làm sao vượt lên trên hết mọi người. Thôi em không thèm đâu. Sao lại không thèm? Anh thì thèm muốn chết đây nè. Vậy hãy nghe anh, em hãy lo điểm trang cho dung nhan thật mỹ miều tu lệ. Chắc chắn đêm nay em sẽ hội diện với Thánh Hoàng. Chi vậy đại huynh? Để được Thánh Hoàng sủng ái chứ chi. Em không thích được Thánh Hoàng sủng ái đâu. Trời đất ơi, sao em nói lại vậy em? Làm cung nhân mà tại sao không ham được Thánh Hoàng sủng ái? Đâu khác nào những anh chàng thái giám đẹp trai. Áo lụa bủ nhung chỉ đẹp cái hình hài. Như vậy thà chết sướng hơn, cuộc đời hết tham gì khoái lạc. Đại huynh. Gì? Đại huynh nói gì kỳ quá hà. Đại huynh gọi em để nói như vậy đó sao? Đâu có. Anh gọi em ra đây đi dặn dò em chứ. Nè, hôm nay hy vọng chúa thượng sẽ đòi xem vũ khúc nghe thường. Em phải ráng múa cho hay nó nha. Ráng? Ráng gì? Lúc nào đại huynh cũng dặn em ráng mà chúa thượng có xem đâu. Em chán đời cung nữ này quá rồi á. Cung nữ thì chán, chứ Dương Phi với Hoàng hậu mà làm sao chán được em. Em chán luôn, em chán luôn. Trời trời, Thái Dân, kia kia. Sao em lại bỏ đi? Nhớ nghe không? Điểm trang cho đẹp lên nghe không? Dương Quốc Trung học sĩ, sao giờ này ngài còn ở đây? Ơ kìa, ngài tổng quản, tôi định chờ hỏi ngài đấy. Vậy chứ đêm nay mỹ nhân nào được diễm phúc ngữ lậu ngũ phụng? Quý nhân đêm nay vẫn là Mai Phi. Hả? Mai Phi à? Đúng. Sao vẫn là Mai Phi? Tôi muốn hỏi ngài, vậy chứ tại sao đêm nào cũng cứ Mai Phi? Từ hơn tháng nay thì làm sao không có ấm tình? Tôi quả quyết rằng ngài đừng võ đoán. Ngài có ý gì mà thắc mắc chuyện kia? Bổn phận người nào thì người ấy lo. Mà việc của ngài, ngài nhớ là không phải ở nơi đây nha. Dù ngài nói thế nào tôi cũng không tin. Muốn tôi tin ngài cho mượn ông thẻ ngài. Đâu có được ngài. Vậy thì ngài quả có ý gian. Tin hay không tin đó là quyền của ngài. Nhưng ông thẻ ngài chỉ có một mình hoàng thượng có quyền xem mà thôi. Chứ tôi nói tôi có quyền hồi nào? Ngài đừng gài cho tôi phải rớt cái đầu nghe chưa. Thôi chào ngài, tôi đi. Tiểu Loan, Tiểu Loan, Mai Tiểu Loan. Đứng lại, quan tổng quản. Ngài vừa gọi tôi đó chăng? Không, không phải gọi lĩnh bà. Trong bàng hoàng tôi đã gọi tên người yêu cũ, và bỗng thấy trước mắt mình thoáng hoàng quá sầu rũ. Tiên người đứng hàng bạch dương, bỗng lặng tiếng thầm thì cây lạ ngọn chia buồn với người. Ngài đang muốn làm thơ đó chân? Tôi nghĩ ngài nên về Hoàng Hoa Thôn tìm hứng thú thì hơn. Phải, nhưng Hoàng Hoa Thôn ngày nào gió ướp xả sông Hương,
nắng gieo vàng giác ngọc đâu còn nữa. Từ đổ vắng một người niềm thân ai cũ đã trở thành những ngọn roi cay độc. Còn ngài là quan tổng quản thái giám, hai kiếp người, hai địa vị đã rõ ràng. Nhưng còn dải lụa trắng ai đã tặng tôi ngài đưa tiền? Tôi mang nó mãi bên mình. Tôi thề giữ tròn chỉ nguyện âm mưu lật đổ một triều đại thối nát, vì những đau thương tủi nhục đè nặng trên đầu, trên cổ dân đen. Bà đã quên rồi sao? Cầm đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ngài nên nhớ, nếu tôi chẳng nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ thì ngài có thể bị mất đầu rồi, ngài biết chưa? Vâng, tôi biết. Nhưng tình cũ nghĩa xưa nếu ai còn nhớ thì tôi xin nhắc lại. Buổi tiễn đưa biết bao là bình rình, vì sứ mạng mà hai kẻ yêu nhau đành nuốt lệ phân ly. Nhưng lụa cao sang làm cho ai quên mất đường về, và niềm thân ai cũ đã trở thành những ngọn roi cay độc. Dù vô tâm nhưng vẫn làm bút giả một người vừa chợt tình cờ. Để nghe quằn quại tâm hồn, để thấy niềm xót xa vừa được ôm mầm bởi đắng cay. Khi thấy lá đào rơi là cúc nở sen tàn, sợ tắt những chiều vàng, sợ màn đêm mênh mông. Là hoàng cung, tôi nhắc lại cho ngài, xin ngài chớ quên rằng đang đứng trước một vương phi. Những lời nói du dương có thể làm ngài bị rơi đầu. Xin cảm ơn linh bà đã nhắc dùm cho tôi, bao nhiêu tình tứ ngày xưa tôi tưởng chỉ có lúc này tôi có thể giải bày cho vơi niềm u uẩn. Tôi không muốn nghe nữa những câu chuyện đã đi qua, còn nhắc lại làm chi? Phải, nhưng người ta có niềm vui ở hiện tại và hy vọng ở tương lai thì người ta mới không cần dĩ vàng. Còn tôi cả một kiếp đời muôn vàng bất hạnh thì tại sao bà lại cấm tôi đào xới tâm tư để tìm lại những hình ảnh cô thân tình? Người ta đã dứt lại đâu đây kỷ niệm rồi giày đạp chẳng thương tình, thì tại sao bà không cho tôi tìm nhặt lại để ướp hồn mình bằng hạnh phúc của ngày xưa? Giọt nước mắt sầu lưu luyến buổi tiễn đưa mang kỳ vọng bao người vào cung cấm, giờ gặp nhau đây bao ý tình sâu đậm đã vỡ tan rồi theo bụi phấn. Triệu Quân Tường, người đâu có biết
từ đổ vào cung. Ta vẫn chỉ là cung nữ tầm thường, sầu rũ đêm từng ngày, mong được trúng tên chờ vua ngự. Ta mỏi mòn tuyệt vọng, bỗng dưng định mệnh đẩy đưa. Hơn một tháng nay, đêm nào chúa thượng cũng rút trúng tên ta. Ô cũng tuyệt vời, ta không dám nghĩ điều gì khác nữa. Định mệnh à? Nhưng định bà biết ai đã làm ra định mệnh đó chưa? Hả? Người nói gì? Linh bà ơi, từ lúc bãi binh tướng quân không tin tức mà kẻ ra đi cùng tâm hao mồ mịt, tôi phải len lỏi vào cung để làm một cuộc vong thân. Lĩnh bảo ý tự quỷ thân làm một gã hoảng quang để được gần ai bằng tình yêu thanh khiết. Liều lĩnh khắc một tên trong 3.000 thẻ bạc, tôi sung sướng đau thương nhìn hạnh phúc của người tình. Kìa, ngài nói gì ta không hiểu. Mỗi đêm chúa thượng rút một thẻ để xem định mệnh ngài ngự ở cung nào. 3.000 thẻ bạc với một tên Mai Tiểu Loan. Hơn tháng nay mà bà không hiểu thật sao bà? Tiểu Quân Tường, Tiểu Loan, Mai Tiểu Loan. Đừng, tôi xin ngài đừng gọi tên tôi nữa. Ngài muốn thương hay ghét tôi cũng được, nhưng xin ngài hãy để cho tôi được yên. Ngài không thấy sao đời của tôi bây giờ đâu còn là xuân nữ của thôn Hoàng Hoa lặng lẽ, mà là của hoàng cung rực rỡ muôn màu. Ngày ngày trang điểm xiêm y, tôi nằm bên mình chúa thượng. Câu chuyện tình năm cũ tôi đã quên rồi, và xin trả về cho thôn lạnh hoàng hoa. Lệnh bà ác lắm mà. Nhưng quân tường này mãi mãi chẳng quên ai. Tôi chỉ xin lệnh bà đừng quên nghĩa vụ lúc ra đi là quân tường này vui rồi. Lúc nào tôi cũng mong được hầu hạ lệnh bà như một tên quân hầu trung tinh. Ngài cứ việc lo tròn bổn phận của ngài là hơn. Kìa, thánh thượng và dương học sĩ đã đến. Xin ngài nhớ cho, tôi không muốn nghe lại chuyện ngày xưa. Mai Tiểu Loan. Hành ngô tiếng nôn phải chăng quang hàng theo xuân, hơi dương dấn hồn ta lạc vào cơn mộng mà dài. Trong hoa viên ở nơi cung tiên sườn
Ôi thật là tiếc diễu, tiếc diễu. Phải chăng Tơ Hồng dương dân cho nên nàng rời cung quê đến cùng ta hội ngộ? Tiên nương, tiên nương ơi. Ủa, nàng đâu rồi? Dạ. Dạ, chắc Thanh Hoàng muốn nói đến thay chân nàng cung nữ áo xanh. Hả? Dạ. Tên của nàng là Thay Chân à? Dạ. Ôi, cái tên đẹp mà nhan sắc lại càng tuyệt mỹ. Nét đường hoa ôi dung mạo tở tiên nga. Thay Chân nàng đã rời cũng quảng bỏ trăng ngà xuống với trẫm cho thỏa tình tri ngộ. Vậy mà trẫm qua vô tâm, chẳng lẽ nhìn đón nàng đâu rồi cho ta tạ lỗi. Nếu nàng vẫn dối bó về tiên, ta tìm ở đâu trên cõi đời này. Dạ dạ, muốn tìm nàng đâu cần phải đi xa, chỉ vì nàng là một cung nhân. Ồ, ở hoàng cung sao để nàng cô độc, nhưng chuyện này ta biết cách ai đây. Dạ dạ, thần đây xin ước mỹ nhân nghe về, xin Thánh Hoàng đừng bận tâm. Mỹ nhân do thần đây mới tuyển vào, đang chờ hầu Thanh Quân. Được được, quốc trung hiền khanh. Dạ. Hãy tìm nàng về đây ngay cho trẫm đi đi. Khẩm tuân mãn miết. Chúa thượng, tâu chúa thượng. Tiên ai đó từ khung trời quyển mộng, lạc xuống trần lần nhất quốc không gian. Hãy im đi, hãy im đi cho trăng lộng xỏ tóc vàng, đừng sao động làm nguồn mơ tan trong bọt sóng. Tô quân dương, đừng nói nữa, có nghe lời ta đã bảo, một lời cưỡng cầu là nát thịt tan xương. Chúa thượng, chúa thượng ơi, tiếp thần xin kiếp nép cuối mình dưới chân thánh thần. Lệ tuôn rơi lã chả giữa dòng trăng, hạnh phúc mà đợi mà chờ cơn thịnh nộ, cũng như ân sủng của Thánh Quân, kể từ giờ phút này tiếp dẫu có sống thêm cũng đâu vui hơn cái chết. Trời, trời ơi, thần thiếp đang sống như quân dương mà cứ thấp thỏm lo âu đợi chờ giờ tơ biên. Gió động sóng trăng xô vùi dập một kiếp phi tân. Ngày tháng mong manh thọ ân vũ lộ cứu trùng, thân bọt bèo ngưỡng trong ân mưa mông, hồn âm thầm lo sợ vùi dập bởi gió mưa. Trời ơi, trong chắc chiêu từng sợi tóc môi xuân sẽ mất hết khi trời vừa rừng sáng. Cố vội vàng chờ một chút ơn tối thượng, đừng quên đêm nay tiếp chỉ còn có một đêm buồn. Thánh thượng, xin Thánh thượng đừng quên, đêm nay tiếp là kẻ được quân dương chọn trong 3.000 thẻ bạc, xin được kề cận mình rộng chúa trọn một đêm nay. Thôi được rồi, ta sẽ cùng nàng vui gượng cho hết một đêm duyên kiếp. Hiểu quốc tường, thần xin ứng hầu chờ lệnh. Ta truyền rằng sáng ngày mai
hãy quỷ ngay 3.000 thẻ bạc và tìm Dương Quốc Trung báo ngay, ngày mai phải đưa Thái Chân đến hầu ta lập tức. Tâu vân. Thánh thượng. Thái Chân, Thái Chân em. Sơn huynh, Sơn huynh chàng. Thái Chân. Sơn huynh, mấy hôm nay chàng đi đâu biệt dạng, làm cho em mỏi mòn trong đời hà? Vâng, em chỉ có mấy hôm mà anh nhớ em vô cùng. Em cũng nhớ chàng ghê vậy đó. Thái Chân, Thái Chân ơi, qua người quyện hôm nay đang khoe tươi sắc thắm, như muốn chia sớt niềm vui của giai nhân và danh tướng được tao phụng. Và vui tình đôi ta với từng nụ hoa tươi gió đưa như cả môi, hương tỏa ngất ngây rung rẩy những tơ đàn không gian. Sơn huynh, Thái Chân em cũng đàn yêu đương như chỉ riêng dành đôi ta, đôi lòng đang yêu mới nghe trọn lời quan ca, như sóng giang xa an giấc mơ qua, những chân dung bước vào tim ân ái. Vừa ngọt vừa nồng, chẳng có men nồng mà nghe say. Gió biển tướng quân thổ dùng ngôn từ, vẫn muốn ngân gian lời thơ ân ái. Mở rộng giác quan cho hồn đắm chìm vào mê say. Sơn huynh này đó qua tấm màu lòng cũng tần, xin kính trao tay dối tay. Tóc bay đêm mau tìm con trai ta màu thái dương rực hồng, mà điểm hồng cho má môi tươi là gió tương vẫn si tình, đời cung kim vẫn anh hùng thường mơ gối giấc ru yên. Cái kiếp cùng nhân với những đau thương cũng thấm lạnh lùng, bỗng dưng hơi thở anh đau hùng sưởi nồng chân. Thái Chân ơi, nàng hãy dắt cánh qua tim vào giáp trụ, nằm ngãi ngực trang dùng tương. Xin hãy coi như lời ước nguyện của khách thuyền quyên hội ngộ đấng anh hùng. Rồi đây khi đọc phong sông tơ ta đã
em làm chị hết hồn à. Dữ Thơ làm gì vậy? Chị hả? Dạ. Chị đang nhìn nắng chiều rắc tím cụm rừng thưa. Kìa, em xem kìa. Đâu Tiểu Thơ? Đó. Nước trắng phao, sủi bọt lượn quanh bờ. Con thuyền lá chở hồn qua bến mộng. Tiểu Thơ nói gì mà em nghe lạ quá. Lúc nào Tiểu Thơ cũng mộng cũng mơ. Không hiểu sao từ năm ngoái đến giờ Tiểu Thơ thường lộ vẻ thẫn thờ ngớ ngẩn. Có những buổi đồi hoa vừa héo nắng, ngắt lá chiều dõi mắt xuống lòng khe. Có những đêm nghe gió siết mặt hồ, Tiểu Thơ buông tiếng thở dài trên chăn. Từ năm nay chị dường như thay đổi. Chiếc xe đời đã mở lối qua tim. Chị bắt đầu nghe lá rụng giữa cánh khuya, mà tưởng tượng một bóng hình chưa vẽ nét. Một bóng hình chưa vẽ nét. Nếu vậy thì chết Tiểu Thơ rồi. Cái gì mà chết chứ? Tiểu Thơ đã chết trong lòng một ít. Nghĩa là sao? Nghĩa là Tiểu Thơ đã yêu một ít trong lòng. À, đồ quỷ nè. Nhưng mà cái chuyện một ít ở trong lòng của chị đó, làm sao mà em biết được? Dễ ợt à, em biết mà. Đây nè, em nói Tiểu Thơ nghe. Người nào đang yêu cứ nhìn vô cặp mắt là biết liền à. Tiểu Thơ ơi, sao? Nếu Tiểu Thơ muốn, em còn nói tới tên người đó cho Tiểu Thơ nghe nè. Ờ, thế à? Dạ. Vậy thì em Tẻo ơi. Dạ. Em hãy à nhìn vào đôi mắt của chị đây à, rồi đoán thử xem chị đang vẫn ở trong châu tộc này. Thật chỉ rất phục tài à, em vừa đoan trung. Chàng quả là một thanh niên kiêu dùng, nhưng cũng là một người không tình cảm. Dầu và lỗ mũi xẹp. Mũi chị đâu có xẹp đâu à. Anh còn phỉ báng Tiểu Thơ. Ôi thôi là đủ điều. Trời ơi, đã đến nước này à, thì chị đây không dùng thư. Chị phải trả lời với con người thô bì. Thật buồn trong tình bao năm mình mơ thương, để bị người à khinh khi gặm lại chẳng ích chi. Trời ơi, người ta như vậy mà chê người ta lỗ mũi xẹp. Hả, nghe thấy phát ghét. Chuyện này á, tôi phải cho anh biết tay tôi mới được. Kính chào Sa Lan. Chào anh đó. Không không. Hả? Tại sao anh ghét tôi?
phỉ báng tôi. Tại sao anh dám chê tôi là lỗ mũi xẻng? Trời, tại sao có thể như thế được kìa? Nè, anh đừng có giả vờ vô ích. Tôi chỉ muốn biết tại sao và tại sao. Trời ơi, như thế nghĩa là gì? Nghĩa là anh ghét tôi. Ghét tiểu thư? Ghét hồi nào đâu. Thôi im đi, anh đừng có nói nữa. Anh nói cho lòng tôi trĩu nặng tuổi hờn nè. Khâu Phong ơi, người ta có ghét tôi nè, có chê tôi không có màng đâu. Vì thiên hạ chưa có ai cần cho tôi cả. Còn anh ghét tôi, anh chê tôi thì trời ơi, tôi khổ quá à. Tiểu thư, thôi mà đừng khóc nữa mà tiểu thư. Tiểu thư, thôi đừng có khóc nữa. Tiểu thư ơi, lời nói của nàng là tất cả, thoát ra từ đáy phổi lòng tiên. Bao tháng năm bến lạnh ủ mây chìm, đò mong đã đưa duyên vào cõi thực. Xa lan hồi lòng người con tim đã sẵn có linh hồn. Hả? Anh nói thế có nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Em đã hiểu lầm anh. Mà sự thật thì sao? Đã từ lâu Khâu Phong tha thiết yêu. Yêu ai? Yêu em. Hả? Anh nói cái gì? Anh đã yêu tôi à? Vâng, Sa Lan ơi, tôi yêu nàng. Anh yêu tôi? Thiệt không? Thiệt mà. Yêu sao? Không nói sao gì mà, sao mà anh không chịu nói sớm? Yêu không nói gì, cái yêu khe khắc. Nàng là một tiểu thơ con châu mục, tôi chỉ là tên nô bọc của cha nàng. Nhưng đối với anh, tôi đâu phân biệt hèn sang. Nhưng tôi phải phân biệt vì phận hèn phải thế. Thà ngày nhớ đêm thương, tim côi vắt lầy để chờ ngày lăn mặc áo du quê. Khâu Phong ơi, không bao giờ lăn mặc áo du quê. Vì sao? Vì... Vì sao? Vì vào đó mùa thu năm trước, khi rừng xiêm ngập sát lá vàng rơi, có một đêm trời ít trăng sao mà nhiều khói sương che nẻo tối đường về em lạc lối. Đang bơ vơ giữa rừng hoang thì bóng đầu có một tình tuy dương mà lòng riêng lo tôi. Hồn miên man vì đôi đường cách ngăn. Xa lan ơi, anh với em không thể cùng nhau hẹn ước.
sao phải lỡ làng. Thêm khổ sâu gì anh biết nói sao cho nàng cố quên đừng có mong chờ lòng cố quên lại nhớ thêm nhiều khuyên ai chớ phải mơ. Ổn kiếp trời anh hai ôi giang mày qua một bên sa lan. Dạ mày là con nhà nề nếp, là con của vị châu mục lắm quý quyền, mày dám cả gan thầm trộm kết tình duyên, làm liếm nhục tổ tiên rồi giống à? Anh hai ơi, nhưng mà em. Ôi Sa Lan, không có anh em gì hết, mày quá lắm rồi. Anh hai, cuối xin anh hãy xét lại, tội lỗi này đâu phải là của Khâu Phong. Thôi, hãy câm mơ đi, những dòng trăng qua, thật là uổng công tao nuôi khỉ vô nhà. Chẳng hổ thẹn còn lắm lời kêu ca, chỉ thêm đẹo gan ta. Chính em là kẻ bôi lọ cho giống dòng, chớ có gian này cầu hòa mong đến sự tư dung. Làm em mà lại sanh tâm chẳng thì đừng có trách sao anh lại không thương. Anh ơi hãy lên tội nghiệp cho em, xin anh rộng lượng yêu dung. Quả mày để em mất dạy để rồi tao sửa trị. Hãy dẫn Khâu Phong đem lên đồng nội chém đầu trị tội. Quang! Dạ! Đem nó đi! Quang! Ông kìa, Hồng Quyền công tử, đi đâu mà không bảo gia nhân nó thắng ngựa? Để đi bộ gai đầu ngõ nó móc xước gia chân hết rồi kìa. Cảm ơn công tử, đó chỉ tại tôi chưa quen leo lên xuống nhà sàn nên nó bị vạt tre nó cào đấy thôi. Thưa công tử, chẳng hay tên ấy có tội gì? À, công tử muốn biết à? Nó đã đánh cắp một thỏi vàng, ta đã bắt được quả tang nên xử trảm. Thưa công tử, vàng cũng không quý bằng sinh mạng, người đã lấy trộm vàng thì tội có thể giảm khinh. Nhưng vàng kia là một thứ vàng tim, tim của Sa Lan em gái tôi thì làm sao có thể tha thứ được. Công tử ơi, những hoa ngàn cỏ nội mọc chung nhau trong một rừng hoang, thì cái quyền sống có yêu đương, tại sao lại bảo rằng yêu là tội lỗi? Vì cái yêu kia u mê mù tối, nó đã đặt hướng lòng sai lối tôn ti. Công tử nghĩ coi, Khâu Phong là một tên nô bộc hạng gì, đâu có thể sánh duyên với con gái của châu mục được, có phải không công tử? Dạ thưa công tử, rất có thể được. Vì ái tình không biên cương giai cấp, khi loài người thành thật dám yêu nhau. Giả lại nó là nô bộc, nhưng nó cũng có tai, có mắt, có mặt, có đầu, chứ nó có thiếu gì đâu mà ông chê nó vậy. Hay, hay đó công tử. Mày khen hay không biết thẹn. Như thế cũng không gì phải thẹn.
có thẹn chăng là hạng khinh thấp động cao, có thẹn chăng là kẻ phụ khó tham giàu. Nghe tiếng công tử, cả cha lẫn con súng nhau mà nịnh. Mày nói ai vậy Phong? Nói ai cũng được mà. Nếu nó nói ai cũng được thì quất ra, dẫn nó đem đi xử cách nào cũng được, miễn là sau nó chết thì thôi. Dạ. Vâng, thưa công tử, người nhất định giết Khâu Phong. Còn Sa Lan, Sa Lan người xử cách nào? Sa Lan vô tội. Vô tội à? Vì Sa Lan là cô gái, còn Khâu Phong là người đứng tuổi, đủ sự khôn ngoan để cám dỗ cái tơ. Thế nên Khâu Phong là chủ động, mà kẻ xâm chiếm là người có tội. Vì thế nên Sa Lan vô tội. Không, Sa Lan mới là người có tội, còn Khâu Phong hoàn toàn vô tội. Vô tội à? Tại sao? Khâu Phong là tên nô bọc hàng di di như con đĩa dưới bùn nhơ, còn Sa Lan như con hạc ở trên trời. Nếu con hạc chẳng tự mình đâm xuống, đĩa công tài nào đeo được chân chim. Vậy nếu muốn buộc tội thì phải giết cả hai. Nhưng tôi có quyền xử tội theo ý tôi, xin công tử đừng can thiệp làm chi. Nhưng giờ đây công tử chưa có quyền, dâu một chưa qua đời, công tử chớ có đoạt ngôi. Thì tôi không có quyền. Nếu anh hai không có quyền thì tụi này vô tội. Em mở trói cho anh Khâu Phong. Quên, dẫn nó vào trong, chờ trời tối đem ra trói trước sân cho vũ cắn nó đêm nay. Hả? Đợi sáng mai cha ta về xử tội. Đem đi. Khâu Phong, Khâu Phong. Công tử, nếu không có công tử thì anh Khâu Phong đã chết rồi. Xin cảm ơn công tử. Ôi, cảm ơn cảm đạo gì. Sao không về đi, còn ở đây mà phá đám hoài hả? Chị này ích kỷ không, người ta cảm ơn mà cũng không được nữa hả? Hồng Quy chàng, lẽ ra chàng không nên binh vực tên nô bọc ấy. Chàng làm anh hai giận thì em e có chuyện luôn thôi à. Ô kìa, Hồng Quy chàng, sao chàng có chiều suy nghĩ? Hay em có điều chi làm phật ý chàng chăng? Anh nhìn mây trôi về hướng Côn Sơn, lòng gợn nhớ quyến đường cao tuổi hạt. Chiều nay có lẽ như bao chiều khác, đồng thanh hư gió lạnh ngắt môi. Mẹ già tựa cửa xa xôi, nhớ thương đêm gửi gió trời cho rủ sầu thương mà em thêm đau xót. Hồng Quy ơi, muốn chia sớt cùng anh nhưng em chỉ biết nhìn anh. Đêm từng đêm lòng anh hơn, nhìn quê hương giữ câu tâm sự, lòng em thêm xót xa buồn. Thương người yêu trời đang giông bão điên đảo lòng tôi, ngoài chân mây ai biết
Hồng Quỳ ơi, chúng ta chưa có rượu giao bôi, nhưng có lời mẹ cha đinh ước thì nỗi đau của chàng cũng là niềm thống khổ của riêng em. Em nguyện cầu cho trời lắng sông để được theo chàng về quê tắm mẹ cho tròn câu thuyền theo lái gái theo chồng. Còn riêng anh thì hồ tí tan bồng, vì nghịch cảnh phải cam lòng khuất phục nên anh nén lòng chờ đợi ở tương lai. Những lời chân thành tri ngộ của Sa Mi Hồng Quỳ xin trân trọng ghi vào tấm nào. Mai kia nước bèo dầu rẽ kia đôi ngà, lời hôn ước của mẹ cha ghi trong đôi giả thay lòng. Tài xem tướng không? Ai xem tướng mà đoán điều kiếp hùng, cam đoan không sai chạy chuyện tình duyên duyên. Nếu anh đang mong nhớ mẹ già, cũng nên xem bói tình nhà. Ta ít tin nơi số mạng, không mưa điều bói toán cầu mai. Nhưng khi tâm tư phiền muộn, mượn thần quyền xoa dịu ưu tư. Lại đây Chúa ơi, đoán giùm chồng tôi một que. Sẽ thương sống bà ơi, tôi xin nói thật, 15 năm tôi đây ăn học tu liền trên đồng, đã đạt quyền bí mật càng khôn. Biết bao nhiêu phú ông ba hộ nhờ tôi mỏ đắng giàu sang. Thôi thôi lại ngày, đừng có quảng cáo khoe tài xạo. Ui mà chàng, em nghe nói mấy người bóng lại cái thường có cái biệt tài, còn chú thầy bói này nói tiếng eo éo chắc là có bà hay là cô gì dựa đó. Dạ dạ, xin lỗi ông bà, nếu ông bà cho rằng tôi quảng cáo thì tôi xin coi dò ông một quẻ để làm tin. Trời, xin lỗi nha, tôi không phải là gà nha, mà chú đòi có giò có cẳng hả chú? Chàng ấy thấy gà mà họ coi giò được thì người ta họ cũng có cặp giò để coi. Theo như cái cặp giò của ông đây mà đoán ra thì tên của ông là Công Tử Hồng Quỳ, có phải không? Chàng thấy không, coi giò thôi, chỉ coi giò thôi á mà còn biết tên thì thiệt là tài đó chứ. Dạ không có tài gì hết à bà, bộ giò của ông không phải là bộ giò ở đợ. Sao biết vậy? Nhìn đây nghe kể nè, hễ ở đợ thì quỳ lết riết nó phải chai ha, nhưng mà giò của ông á không có chai mà lại hồng hào. Như vậy tôi đoán chắc là cặp giò này là của Hồng Quỳ công tử. Trời ơi, thế nào thầy bói này cũng có biệt tài đấy chứ. Tài quá vậy chứ chàng ơi. Dạ không có tài gì, nhưng nói đâu trúng đó vậy hà. Nè, chẳng những tôi biết tên của ông mà tôi lại còn dám biết tên của tía ông nữa là khác. Nè chú thầy bói, đừng có ăn quen lần vách nhé. Coi chừng bữa nay tổ trác là chú bị đòn đau lắm rồi nha. Thiệt mà ông,
tôi biết tía của ông á là bậc đại thần, tên là Nguyễn Trãi. Hả? Nhưng tía của ông á vì có cô vợ trẻ cho nên hiện giờ đại nạn đã đến hại cả gia đình. Trời ơi, đại nạn làm sao? Chú nói mau chú. Khoan chút đau. Tôi nóng lòng quá mà. Tới phiên bà, tôi nói lẹ, phụ thân bà đang lâm nạn. Hả? Bà phải về ngay mới kịp cứu cha. Trời ơi, vậy thì tôi phải về gấp. Em về trước nghe Giang. Em về nha. Chú à, chú bói tiếp coi chú. Bây giờ bà đã đi rồi, ông ấy nhìn kỹ coi tôi là ai. Trời ơi, Đỗ Lệ con gái của lão Bọc nhà ta. Tại sao nàng lại giả trang làm lão thầy bói? Kìa, sao gặp ta nàng lại khóc? Công tử ơi, trước khi đến đây tôi đã khóc cho cánh đời tan thương dấu bề. Tưởng đâu mắt sầu đã khô ráo lệ, nay hay đâu lại phải khóc cha trong rừng vắng dưới chân đồi. Nghĩa là lão Bọc dẫn cô đi và đã mang phần rồi. Có lẽ sau khi gia đình tôi biến động, có tin gì quan trọng nên lão Bọc với nàng mới lặn lội đến đây. Lệnh thánh hoàng sao buổi duyệt binh, nghe viên lão gia già gặp nàng thì lộ. Cả nhà tôi bị tru di tam tộc. Trời ơi, công tử, tỉnh dậy công tử, lai tỉnh công tử ơi. Trời ơi, cả ba ổ nhà ta phải lên đoạn đầu đài. Cha ta đã dạy công hạng mã để giữ vững gian sáng này đặt lên ngôi bao đô. Để dù nay ngôi bao dân an thì cả gia tộc hữu thần chịu chết quan chết ức. Chỉ tiếc rằng ta vui bước lãng du nên không có mặt lúc gia đình ta khổ nạn, để được cùng cha mẹ anh em chung đường về cõi thiên tu. Chết lúc đó đã không có ích, mà than khóc lúc này cũng chẳng lời chi. Nén lòng tan gác sầu thương, để lo nghĩ kế tìm phương lánh nàng. Đỗ Lệ, ta thành thật cảm ơn nàng, nhưng lòng ta chỉ mong được trở lại kinh thành. Trước là viếng thăm phần mộ của cha anh, sau sẽ đem cái chết để thân quan cùng chinh bệ. Công tử, việc thân quan chúng ta chỉ còn biết cậy vào quan đại thần Lê Thụ. Vì trước khi bị hành quyết, lão gia có ngầm trao quyển gia phả